Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ai chán quá ta, không biết có gì để xe không nữa. Gì đấy? Hot boy Trường Bình mới đăng ảnh. Ôi, nhìn đẹp trai quá à. Ê, xin nè, nhìn nè. Ừ? Hot boy Trường Bình mới đăng ảnh nè. Hay sao? Trời ơi, đâu coi coi. Wow, người gì đâu mà đẹp trai, rồi còn bụng 6 múi nữa. Trời ơi, đẹp quá à. Đẹp thật. Ai, chị biết sao không? Hồi đấy Karen của em cũng đẹp trai như vậy á. Yeah. Trời ơi, Phong cần có chị hồi xưa hơi bị đẹp trai. Đẹp trai hơn cả hot boy Trường Mình cơ. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ thì... Trời ơi, cái hạt bơm ơi, ngon quá, pizza cũng ngon nữa. Đồ ăn ngon quá, tránh ra, đồ ăn của mình. Bạn tránh ra, trời ơi, mình xí cái đùi heo nha, bạn không được đụng cái đùi heo của mình á. Con heo quay của mình. Trời ơi, ai cho bạn ăn hết cái con heo quay vậy, cái đó, trời của tôi. Đấy là cái pizza. Trời ơi, quá. Em còn không biết đây nó có phải người yêu của em không nữa. Hả? Ngon quá, cho tôi xin trái chuối. Thôi xin ơi, chắc phải về lớp thôi. Đáng quá. Ủa hai chị em đi đâu vậy? Đi đâu? Tôi không muốn nhìn hai mặt hai ông ở đâu. Ủa cái gì kỳ vậy? Rõ ràng rồi, đang ngồi ăn chung với nhau đang vui, tự nhiên cái đứng dậy bỏ về xong kêu là không thèm nhìn mặt hai đứa mình nữa là sao cay? Hả? Không hiểu luôn á, không biết. Thì đúng thiệt là con gái khó hiểu quá. Thôi ăn tiếp bạn ơi. Đố cái bắt được sim nè, yeah, trời cái sẽ bắt được sim đứng lại. Tôi đang chạy mệt quá, để cái thở cái sim ơi. Tính ra ông mới chạy xíu mà tại sao ông thở rồi hả? Trời ơi, xin lỗi sim nha, nhưng mà dạo này á cây đang bị tăng cân nên là bây giờ cây chạy có một xíu thôi là cây mệt quá trời luôn á, thở không nổi luôn nè. Tình nó dạo này ăn vô có mập nhân heo á, bữa bắt người ta còn không được nữa, chơi gì nữa. Ông ngồi đầu mình đi. Dạ mình. Ôi, Sim ơi, trời ơi, kì, trời ơi, sao Sim bỏ đi rồi? Sim ơi, đứng lại đi bà. Sim ơi, mệt quá, đuổi theo không kịp. Ôi, mệt quá, Sim ơi. Sim ơi, bây giờ cây phải làm gì thì Sim mới hết giận cây đây? Cây à, bây giờ cây nhìn mập lắm còn như một con heo nữa. Khi nào cây sao mũi, chúng ta sẽ trở lại với nhau nhé. Còn bây giờ, tạm biệt. Không, Sim! La 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 la. Hey, không biết là hôm nay Sammy hẹn mình ra ngoài sân trường có việc gì vậy ta? Hình như là đang tính nhờ mình làm gì đó thì phải, đi qua coi coi. À, Sammy đây nè. Hello Sammy. Ủa, hello Phong. Trời ơi, tôi đợi từ sáng giờ. Sammy kêu Phong ra ngoài đây có chuyện gì vậy? Ủa mà sao muối gì mà nhiều rương quá vậy hả? Nè, tôi đang định nhờ ông khinh mấy cái hộp này vào trong lớp nè. À, trời ơi, tưởng gì chứ khinh mấy cái thùng này vào trong lớp thì quá dễ, yên tâm có Phong ở đây rồi để Phong lo. Trời ơi, mấy cái thùng này á khinh một tay còn được nữa, để Phong. Trời, sao mà nó mệt dữ vậy trời. Khinh có một cái thùng thôi mà sao mà nó mình không nhấc lên nổi luôn vậy ta. Sammy, để Phong xíu nha. Nhanh nha. Ok, để Phong hít thở. Ok, khinh nè. Trời, cái gì mà có mỗi cái thùng thôi mà khinh mệt dữ vậy. Khinh không nổi, Sam ơi, cái thùng này nặng quá, đựng cái gì vậy? Trời ơi, tưởng ông mập như thế này là khỏe lắm chứ, hóa ra yếu xìu vậy. Ủa trời, bà vô duyên quá à. Tôi mập thì kệ, tôi liên quan gì đến gọi là sức mạnh của tôi. Ủa thì mấy cái rương này nặng quá, tôi khinh không nổi thôi. Nhưng mà sao kỳ ta, tôi nhớ trước là tôi khinh một tay là được hai rương luôn, mà sao bây giờ á tôi khinh có một cái rương mà tôi thở vô trời? Hay là do thời gian dài tôi không có tập thể dục thể thao, tôi ăn nhiều quá xong bây giờ tôi yếu không trời? Thôi, ông đừng nói nhiều đó. Tôi đi nhờ người khác bưng. Là cái đồ yếu đuối. Sao thế? Ủa, Sam ơi, đừng bỏ ông mà Sam ơi. Trời ơi, Sammy giận mình rồi mấy bạn ơi. Chẳng lẽ mập cũng là một cái tội sao? Tôi biết là tôi mập đó, nhưng mà tôi đâu có làm hại gì ai đâu. Tôi vẫn tốt bụng mà, tôi vẫn rất là dễ thương mà, đúng không bạn? Buồn quá trời buồn luôn rồi. Gì vậy? Buồn quá. Buồn quá. Ủa, buồn. Ăn tiếp. Ủa, con phải Cairo không vậy? Ủa, Cairo nè. Ủa, sao bạn ngồi đây mà
mình vậy Kai? Mình kệ mày nghe nè Phong. Sim á, Sim chê mình là béo, Sim chê mình là xấu á, cho nên là bây giờ mình buồn quá, mình ngồi đây mình ăn một mình nè. Không trời biết tâm sự với ai hết trơn đó. Trời ơi, tội nghiệp bạn của vậy đây, để mình vô ngồi chung với bạn rồi mình ăn chung, mình tâm sự chung thôi, mình nằm luôn đi cho dễ. Ok. Đúng rồi, nằm ăn luôn đi. Nằm ăn luôn đi chứ mập quá. Ủa, giờ ngồi sao? Đâu nổi. Ủa sao bạn ở đây rồi vậy? Sao bạn lại ở đây vậy? Trời ơi, mình cũng y hệt với bạn thôi. Sammy á cũng bảo là mình mập quá, cho nên là Sammy không thích mình nữa. Sammy bỏ đi rồi. Cái gì? Sammy bỏ đi rồi hả? Đúng rồi. Anh em mình cùng chung số phận Phong ơi. Mình thấy mình nói bạn nghe là bạn có thấy chưa? Lúc mà chúng ta còn đẹp trai á thì hai bà nói lời ngon ngọt, nói cái này nói cái kia. Còn lúc bây giờ anh em mình mập lên hai bà bỏ anh em mình. Sống mà bạn ơi, giờ mình chỉ biết làm bạn với đồ ăn thôi, làm bạn với ai giờ, chỉ đúng biết rồi. Ăn cho đỡ buồn thôi. Đúng rồi á, tính ra nha, đồ ăn á là nó không bao giờ phản bội với chúng ta. Nó lúc nào cũng cho chúng ta được ăn ngon, chúng ta được hạnh phúc. Tính ra là đồ ăn lúc nào cũng gọi là cũng gọi là số 1 đúng không Kai? Chính xác. Đúng rồi. Bởi vậy thôi, mình ăn nữa. Nhưng mà khoan đã, hình như là chúng ta mập lên là cũng vì ăn đồ ăn quá nhiều thì phải á. Nếu như bây giờ bọn mình không mập á thì tính ra Sim Sam đâu có ghét bọn mình mà bỏ mình đi đâu. Ê Kai, vậy bây giờ mình phải làm sao? Hay là bây giờ á chúng ta tập luyện thể dục thể thao để chúng ta lấy lại được vóc dáng sáu múi ngày xưa đi. Cái gì? Tập luyện dục thể thao, tập gym. Đúng rồi bạn. Mình nghĩ là chúng ta không còn cách nào khác là phải tập thể dục thể thao, tập luyện để lấy lại được body sáu múi thôi. Chứ không hồi á, bà Sim với bà Sam á, hai bả nha, mà thấy người nào đẹp trai hơn một mình á, cái đầu hai bả bỏ mình luôn là xong luôn á. Đúng rồi. Hồi nào làm vậy được? Mình quyết tâm phải lấy lại vóc dáng để cho hai bả quay trở lại mới được. Quyết tâm rồi đó. Được rồi. Vậy bây giờ quyết tâm bằng cách chúng ta sẽ ăn hết cái đống đồ ăn này để lấy sức đi cho chúng ta tập. Ok, ăn đi bạn. Ăn đi, ăn. Ok, mình ăn. Cái này mình ăn, mình lấy sức tí nữa mình tập nha bạn nha. Chứ không nhiều nha. Ok, thôi ăn đi. Ăn đi. Trời, no quá, Kai ơi. No. Nhưng mà phải luyện tập. Đúng rồi. Mình ăn no vậy thôi, nhưng mà bọn mình cũng phải luyện tập thể dục, thể thao, Kai, hiểu không? Đó, mình ăn, mình lấy sức rồi. Bây giờ bắt đầu là bọn mình tập nè bạn ơi. Rồi, thì bây giờ để có thể giảm được cân thì chúng ta cần phải làm cái gì Kai? Cần phải tập thể dục, thể thao. Thể dục, đúng. Cho nên bây giờ mình đề nghị là hai đứa mình sẽ chạy 50 vòng sân trường, bạn thấy sao được không? Cái gì? 50 vòng hả? 50 vòng. Dạ, 500 vòng. Cái gì? 500 vòng hả? Được, trời ơi, vậy thì chúng ta mỗi ngày sẽ chạy bộ 500 vòng để lấy lại vóc dáng body 6 múi. Mình thấy là người mình giờ đang khỏe khoắn lắm luôn á. Rồi chuẩn bị chạy nha. 3, 2, 1, chạy. Trời ơi, quá là thoải mái luôn bạn ơi. Bọn mình cứ chạy thế này thôi, trước sau bọn mình chẳng có body 6 múi. Mới vừa ăn no cho nên là có sức chạy nè. Trời ơi, kiểu này chắc chạy mấy tiếng đồng hồ luôn quá. Trời ơi, bạn ơi, đó, Phong ơi. Tính ra từ nãy giờ bọn mình kêu là bọn mình phải chạy được 50 vòng rồi 500 vòng, mà tính ra bọn mình chỉ mới chạy được có 2 vòng thôi, bọn mình đã thở hết nổi rồi. Bây giờ á mình nghĩ rằng là chúng ta chạy không nổi nữa đâu. Thôi chúng ta đi ăn đi để lấy sức tập chạy. Đi thôi nào. Đúng rồi, mình phải đi ăn để lấy lại năng lượng thôi. Đây. Không được. Trời, chết rồi. Bây giờ trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn hết rồi Kai ơi. Cứ mà bây giờ nghĩ đến chuyện luyện tập là mình là nghĩ đến ăn như vậy, thì đến khi nào mình mới ốm được đây? Không được. Trời ơi. Vậy phải làm sao? Thôi rồi Kai ơi. Bây giờ á tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào chạy bộ thế này mà có thể giảm cân được đâu. Chúng ta cần phải đi tập gym, tập tạ. Thôi phòng tập để vô tập cho nó xịn, hiểu không? Ơi, phòng tập luôn, tập gym luôn, chắc chắn chưa? Rồi, tập gym chắc chắn. Rồi, chơi luôn. Ok, chơi luôn. Mỗi đứa bỏ ra 500 triệu để gọi là mua một cái phòng tập gym để hai đứa mình tập nha. Được rồi bạn ơi. Vậy bây giờ mình với Kai sẽ chuyển qua từ chạy bộ chuyển đến tập gym nha bạn. Ok, đi tập gym thôi. Go. Tên. Xin giới thiệu với Kairon, đây chính là chỗ mà chúng ta sẽ giảm cân. Ủa khoan, cái chỗ này là chỗ bán thịt heo mà Phong. Ủa, giảm cân là sao? Trời ơi Kai ơi, bạn không biết gì hết trơn á. Mình đưa bạn vô trong cái cửa hàng bán thịt heo là bởi vì á mình muốn khuyên bạn rằng nếu như bạn ăn nhiều quá thì bạn sẽ mập như con heo, thì lúc đó bạn sẽ bị đem vô trong lò thịt heo và bán, hiểu không? Đó. Không, trời ơi, nghe sợ vậy. Trời ơi. Sợ cái gì? Nếu bạn sợ thì bạn đừng có ăn nhiều nữa. Bạn nhìn mình đi, bạn thấy không? Mình mập hay là mập, người mình hình vuông rồi, thấy không? Đó. Bởi cho nên bây giờ mình muốn là dẫn bạn đi tập luyện giảm cân mình nè. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải tập luyện thể dục thể thao ở trong cái cửa hàng bán thịt này. Rồi bạn đi theo mình nè, qua bên đây. Rồi đi theo. Trời ơi, mình nhìn cái ông này ông bán thịt thối quá trời luôn nè Phong ơi. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là những cái cục thịt mỡ heo nè. Thì những cái cục thịt mỡ heo này á, nếu bạn đụng vào nó thì bạn sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Đó, thấy không? Trời ơi, mày biết lý do sao bạn bị tiêu diệt không? Ủa sao vậy? Là bởi vì bạn đụng vô mấy cục thịt mỡ heo á, bạn sẽ bị tăng thêm 1 kg đó, cho nên là bạn sẽ gọi là thua, hiểu không? Vậy ok, mình hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng vượt qua đó. Ok. Trời ơi, Kai ơi là Kai. Nhảy qua nè. Nhảy qua đây. Rồi, ok, hay quá. Ok, rồi tiếp. Rồi để coi màn tiếp theo là gì đây. Wow, trời ơi, Kai ơi, nhìn kìa.
những cái đùi nhìn hấp dẫn quá Kai ơi, trời ơi mình muốn ăn. Ủa cái đùi quá hấp dẫn quá, mình ăn được không giờ, cái này mình ăn được không giờ? Ôi mấy bạn ơi, bạn nhìn cái đùi nó bự kìa trời, nhìn thèm thiệt sự luôn á, nhưng mà mình không ăn được. Ok, mình mà ăn là mình sẽ mập đó. Vậy bây giờ mình làm sao mình có bán đó được ta? Sao để mình thử xem coi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy qua thử. Ủa gì kìa, bạn nhảy qua không được á? À? Ủa gì vậy, làm cách nào để qua được trời? Từ để mình xem coi. Mình hiểu rồi, nhiệm vụ của đó của mình là không được đụng vô miếng thịt. Trời ơi. Ủa vậy hả? Ủa à đúng rồi, hình như nhiệm vụ chúng ta là không được đụng vô miếng thịt. Cây ơi, bạn đụng vô miếng thịt là bạn thua đó. Ơi né né. Trời ơi, mình thèm lắm á. Okay. Mình thèm miếng thịt lắm á, không được đụng vô. Trời ơi, không, bạn không được ăn, bạn mà ăn nữa là bạn mập, bạn hiểu không? Trời ơi, các bạn. Bạn phải nhớ là bạn ăn nữa là bạn bị mập đó. Ok rồi, đi xuống đây với mình. Không sao, chúng ta đã vượt qua được hai sự cám dỗ là thịt mỡ với lại là thịt đùi rồi. Chúng ta đã không ăn rồi, chúng ta vượt qua được rồi đó. Ok, tiếp. Rồi, để coi màn tiếp theo là gì đây. Trời ơi, lại thêm một món ngon nữa Kai ơi, xúc xích. Trời ơi, tôi hơi bị ghiền xúc xích luôn nha bạn nha. Mà chưa kể bạn nhìn nè, đây là nguyên là một cái cây xúc xích siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, nhìn thèm quá nhưng mà thôi. Thèm quá, thèm quá, thèm quá. Chúng ta không được ăn, chúng ta phải vượt qua bọn nó, hiểu không mấy bạn? Chúng ta phải vượt qua những cái miếng xúc xích này. Cái mùi thơm của nó đang gọi là muốn níu kéo chân mình lại, nhưng mà không, mình sẽ bước qua bọn nó luôn, mình sẽ không thèm ăn bọn nó. Không thèm ăn đâu. Không ăn là không ăn, nhất quyết phải giảm cân. Ok rồi, mở cửa nè. Trời ơi, cái gì đây? Ui. Cái này cái này là cái dao chặt thịt heo nè. Trời ơi, xong Kai rồi, bây giờ Kai mà đi qua là Kai bị chặt ra. Trời ơi. Vừa mới nói xong. Đây, bạn coi mình thể hiện nè, nó đưa lên là chạy quá. Rồi, ok rồi. Đưa lên chạy quá. Sao mà bạn chết hoài vậy Kai? Đưa qua nè. Mình đụng vô cũng không được á. Đó, ok, mình qua được nè bạn ơi. Bạn cùi bắp quá vậy, nhanh lên. Cố lên Kai ơi. Vì một tương lai body 6 múi. Rồi, qua được nè. Cố lên, hay quá. Rồi, ok, tiếp. Mở cửa qua. Trời ơi. Thịt bò. Thịt bò, cái này là thịt bò Kai ơi. Trời, nhìn nó ngon quá. Ngon quá. Ăn quá Kai ơi, cái thịt bò nó to dễ sợ luôn Kai, mình muốn đụng. Giữ vững lý trí bạn ơi, giữ vững lý trí, giữ vững lý trí nè. Giữ vững lý trí, không được ăn, không sao. Không được ăn. Body 6 múi là tốt hơn. Ok, không được ăn rồi. Ok. Tiếp tục. Bọn mình sẽ cố gắng vượt qua hết tất cả nỗi thèm ăn của bọn mình nha bạn nha. Ok, đi tiếp nào. 1 2 1 2 thể dục thể thao sức khỏe dồi dào. 1 2 1 2 Cái dừng lại Cái ơi, mình thấy là mình với bạn bây giờ là cũng ốm nhom ốm nhách luôn rồi. Cái hình như là bọn mình giảm cân thành công rồi các bạn. Đúng rồi, mình giảm cân thành công rồi đó. Yeah. Ê, nhưng mà khoan, từ tính ra bọn mình giảm cân ở đây là bọn mình chỉ giảm mỡ thôi, nhưng mà nhìn người bọn mình ốm tông ốm teo, nhìn có khác gì là cái xào phơi đồ, nhìn có không đẹp lắm Cái ơi. Tự nhiên giờ giảm cân không đẹp lắm, bây giờ phải làm sao mới đẹp đây? Ê, tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cần phải đi tập gym, bạn hiểu không? Đó, tập gym, sau đó là mình tập thêm mấy cái boxing đồ kiểu á, để cho bọn mình gọi là cơ bắp cuồn cuộn hơn, lúc đó thì mới đẹp, xin sao mới thích được đó. Được bạn ơi, đúng rồi, hợp lý á, mình đi tập rồi. Gym vô chứ... thì người mình mới có cơ bắp, đúng vậy. Đúng rồi, chứ bây giờ á, mình mà mập quá hay mình mà ốm quá thì xin sao cũng đâu thích đâu, đúng không? Đó, bởi vậy cho nên, thôi được rồi, bây giờ bạn có muốn đi tập gym với mình không? Được, đi luôn bạn ơi. Ok, được, vậy thì bạn đi cùng với mình nào. Đi thôi, get let's go. Ten. Rồi, xin giới thiệu với Kairon, đây chính là chỗ mà chúng ta sẽ tập gym đây. Ten. Xịn chưa? Hả? Ồ, Phong ơi, cho mình hỏi cái. Sao người của bạn nó cơ bắp mà sao mình ấm nhôm vậy? Mình là... nó ốm nó còn hơn cái tâm nữa, ốm hơn cái tâm luôn á. Bạn biết sao không? Là bởi vì là mình đã tập ở trong đây một thời gian rồi cho mình có cơ bắp. Bởi vậy cho nên bạn thấy không? Từ một cái người ốm như bạn á, bây giờ mình có cơ bắp như thế này là bạn hiểu rồi đó. Bây giờ bạn đi theo mình chỉ cho bạn đi tập nè. Đây, đầu tiên rồi. Nha. Bạn á là bạn ốm như vậy cho nên mình nghĩ là bạn chỉ có thể khinh được mấy cọng lông thôi. Đây là mấy cọng lông gà nè. Nhiệm vụ của bạn là phải kéo mấy cọng lông gà đi qua bên đây. Đây, đi qua bên rồi, này. Rồi ok. Đây, để mình kéo qua. Rồi ok. Hay. Rồi ok, bạn qua bạn kéo tiếp, bạn kéo càng nhiều bạn sẽ càng được tăng sức mạnh. Kéo đi bạn, rồi mình chỉ tiếp cho. Cố lên. Cố lên, đúng rồi, kéo qua. Hay quá Kai ơi. Đó, bạn thấy không, Kai Ron ốm gì thôi nhưng mà Kai Ron kéo được 5 cái lông gà luôn bạn. Rồi tiếp. Kéo. Đúng rồi. Để mình. Mệt quá. Hay quá. Rồi ok rồi, bây giờ bạn có được tiền á, bạn đi theo mình qua bên đây. Bây giờ bạn qua bên đây bạn nâng tạ nè. Đó, bạn leo đây bạn nâng tạ đi. Trời ơi, cục tạ to vậy luôn hả? Đúng rồi, nâng đi bạn. Để mình đây, có cái cục này nè. Đây nó bắt mình kêu nâng cục này nè. Ủa sao bạn nâng cái cục bự vậy? Rồi. Cái Ron đang nâng tạ nữa bạn ơi. Nặng quá. Ủa, nâng đi bạn. Cố lên nâng đi. Nặng quá. Ôi, hết nâng nổi rồi. Nâng tiếp, cứ nâng đến khi nào hết nổi thôi. Nâng tiếp đoạn. Đúng rồi đó. Nâng tiếp. Nhìn cái Ron ấm nhơm hả bạn ơi. Rồi, bây giờ bạn có thấy là cái người của bạn nó to ra hơn xíu không Cây hả? Có nè. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là tập càng nhiều thì cơ bắp càng to phải không? Rồi, bây giờ bạn lôi được cái lông gà. Bây giờ bạn qua đây bạn lôi cho mình con vịt nè. Đây con, cái con vịt nè, lôi cho bạn. Gì bạn lôi nhiều vậy? Lôi nổi mình không? Sẽ lôi con vịt. Được, nổi hết bạn ơi. Cố lên. Nổi hả?
Nếu kéo không nổi thì bỏ đi bớt đi Kai ơi, đừng có kéo nhiều quá. Đúng rồi, kéo ba con thôi, cố lên, cố lên. Thôi không nổi nữa, hai con thôi. Ừ, hai con thôi, rồi ok, kéo hai con nữa. Đó, thấy không, bây giờ là mình thầy của bạn luôn, mình hướng dẫn cho bạn luôn á. Rồi bạn, kéo. Bạn là gì ta, hướng luyện viên nữa. Đúng rồi, huấn luyện viên, đây bạn coi nè, mình là mình đỉnh hơn bạn ở chỗ là mình kéo một lần 5 con vịt cho bạn coi. Đây, nhìn mình nè nha, kéo lần 5 con vịt nè, thấy không. Đó. Mình sẽ quyết tâm, bạn yên tâm, mình sẽ quyết tâm, mình sẽ đạt được. Rồi, kéo. Rồi, okay. Bây giờ bạn có được sức mạnh rồi, bạn qua bên kia để bạn tập, bạn nâng tạ tiếp đi, để cho bạn to lên. Rồi, ok, nâng tạ tiếp nè, tôi không ngán ngay hết trơn á. Nâng đi. Cố lên. Nặng quá. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi. Rồi, tiếp. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn đến một cái phần tiếp theo, đó chính là phần nâng bồn cầu. Đây, qua bên đây. Bây giờ là bạn phải nâng cái bồn cầu. Đó, hiểu không? Ồ, bên nâng hả? Rồi. Ui trời ơi, một cái hả? Quá là đơn giản. Quá đơn giản luôn. Một cái bồn cầu thì quá dễ, kéo qua quá là dễ luôn. Đó, rồi. Nhiều tiền quá bạn ơi, một cái bồn cầu được nhiều tiền quá. Đúng rồi, là bạn sẽ được tập thêm nhiều hơn nữa. Rồi, nâng tiếp đoạn. Đây mình cũng sẽ lấy cho mình vài cái nè. Kéo cho bạn coi, bạn nhìn mình kéo một lần nhiều chưa nè. Ôi trời, con khỏe thế. Được khỏe không? Rồi đây mình kéo lần 10 cái cho bạn coi luôn. Vậy. Sao bạn ngất xỉu rồi? Rồi đây bạn coi, mình kéo nè, mình kéo một lần là 6 cái bồn cầu, bạn mới kéo được một cái à, cố gắng lên bạn. Ê, Phong ơi, mình thấy có thằng nào nó bự như Titan vậy không? Sao thằng kia nó bự vậy? Thôi kể đi. Không sao, mình sẽ quyết tâm một ngày nào đó mình sẽ được như họ. Đúng rồi, rồi ok, bây giờ bạn kéo nãy giờ là bao nhiêu cái rồi, bạn qua bạn tập tạ đi. Một cái nữa. Rồi, ok, qua bên kia tập tạ. Rồi nâng đi cây, nâng tạ đi. Ủa bạn đâu? Nặng quá. Đúng rồi, nâng. Ui, mình thấy cơ bắp của bạn đang to ra kìa cây. Ôi, tôi sẽ làm được, tôi sẽ sống vui, tôi sẽ làm được, tôi là nhà bóng đôi. Trời ơi, hay quá. Ủa, mình thấy người của bạn ta to ra hơn xíu rồi đó cây. Rồi, bây giờ bạn thử kéo một lần 5 cái bồn cầu cho mình coi. Được, để mình. Ok, rồi 5 cái, kéo đi bạn, kéo. Ôi, kéo được luôn rồi nè. Xin. Wow, rồi bây giờ bạn cố gắng, bạn kéo tầm gọi là 5 lần 5 cái bồn cầu. 5 nhân 5 là 25 cái bồn cầu, là coi như là bạn đã tăng được thêm nhiều sức mạnh đó. Kéo đi bạn, mình sẽ đứng đi coi. Hợp lý, ok, rồi. Ủa cây ơi, sao mà bạn đang nâng, bạn nằm, bạn ngủ vậy cây? Xỉu hả? Rồi ok, rồi, từ nãy giờ bạn tập cũng nhiều rồi đó. Rồi bây giờ bạn qua bên kia, bạn nâng tạ đi. Rồi, nâng tạ rồi, đi cây. Nặng quá. Mình lại. Mình đang sử dụng hết năng lượng ý chí của mình đó bạn, hiểu không? Đúng rồi, cố lên, sử dụng hết năng lượng ý chí để có một ngày có được cơ bắp. Ôi, mình thấy cái con chuột của bạn nè. Wow, con chuột của bạn to ra rồi, wow. Yeah, có cơ rồi, yeah. Nói chung á là Kairon hiện tại nhìn cũng nó có cơ bắp xấu muối rồi nè bạn đó. Cũng có đường tí chuột ở trên cánh tay nè. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là phải kéo một lần 6 cái lông vũ, 6 con vịt và 6 cái bồn cầu. Đó, bạn phải kéo hết cho mình. Ôi, dễ bạn ơi. Đây nè, bạn nhìn mình nè. Tất cả đều là dễ với tôi. Ghê. Vậy là Kai hoàn thành được khóa học rồi đó. Ok rồi, đây để mình nâng lần 6 cái bồn cầu. Ok. Ấy da, bồn cầu đẹp mình rồi. Ai? Ok rồi, đây. Coi mình kéo nè. Đó, quá là đơn giản đó với Phong luôn bạn ơi. Rồi khỏe ok quá, khỏe quá. Được rồi Kai, bây giờ chúng ta cứ tập như thế này trong vòng 3 tháng thôi, chúng ta có cơ bắp cuồn cuộn rồi, cố lên bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tập nha. La la la. Ai trời ơi, mới tập có 3 tháng trời thôi mà không hiểu sao nhìn người mình cơ bắp cuồn cuộn dữ vậy ta. Yeah. Muối nào ra muối đấy, nhìn săn chắc thực sự luôn trời. Hay, và ngày hôm nay nữa bạn biết không, mình với Kairon hai đứa mình đã giảm cân thành công và tập được body 6 muối rồi. Yeah. Chính vì như vậy cho nên hôm nay Kairon có rủ mình là lên trên đây để tập võ nè. Ơi, tính ra nghe cũng hay, tập gym xong rồi có cơ thể cuồn cuộn rồi mình đi tập võ hay không? Ui, Kairon kìa bạn. Wow. Ủa Kai ơi, bạn đang làm gì vậy Kai? Ủa không hả, xin lỗi. Trời ơi, bạn tới bất ngờ quá, mình không biết. Mình trời đang tập võ nè. Trời ơi, cái bạn này thiệt luôn á. Tự nhiên mình vừa tới cái bạn chém mình cái đau muốn chết luôn nè. Cũng may là kiếm gỗ đó. Ủa mà bạn đang làm gì vậy? Mình xin giới thiệu với bạn, mình đang tập luyện môn võ, đó chính là môn võ múa kiếm. Ui ngầu dữ ta. Đâu bạn đứng yên, bạn
múa hết coi, để mình quay thử coi, múa coi. Trời ơi. Biết sao không? Bây giờ là mình giảm cân thành công rồi nên là mình á quyết định là sẽ đi tập thêm múa kiếm nữa để cho người nó khỏe khắn đó. Trời ơi, bạn tập cho cơ bắp cuồn cuộn đẹp như thế này rồi mà ai đi tập kiếm làm gì, nhìn nó không có ngầu, bạn hiểu không? Bây giờ muốn ngầu quá thì chúng ta phải tập boxing đó. Mày nhìn mình là đấm đấm vậy nè đó, nó mới ngầu, hiểu không đó? À, tập boxing này hả? Đúng rồi. Cũng được đó nha. Bạn nghĩ sao nếu như bây giờ anh em chúng ta đi tập boxing? Mình nói bạn nghe nè, mình mới vừa đăng ký được một cái gói tập boxing vô cùng hay luôn, mà vô đó bọn mình tập xong mà mình còn có thể solo gọi là đối kháng nhau nữa, nghe ghê không? Ghê à? Được, đi bạn ơi, let's go. Ok, được. Vậy thì bây giờ để mình đưa bạn đến đó, bảo đảm bạn thích luôn. Trời ơi, bây giờ có body đẹp mà còn biết võ nữa thì thôi, Sim với Sam là mơi bọn mình như idol luôn cái ơi. Ok, đi thôi. Rồi, cái đó đi. Bây giờ mình đã đưa bạn đi đến một cái chỗ mà chúng ta có thể tập boxing rồi nè. Đây, bạn thấy không? Trên tay của mình với bạn đang đeo hai cái găng tay màu đỏ, thấy xịn không? À. Xịn quá là xịn luôn. Ok, được rồi, đi theo mình qua bên đây. Bạn leo trên băng truyền nè cho nó dẫn mày đi. Đó, ok. Nhanh quá. Okay, bên này á là sẽ có chỗ cho chúng ta tập luyện cơ bắp nữa. Đi theo mình qua bên đây. Đây, xuống dưới đây nè, có mấy cái xà đơn nè mấy bạn. Bạn sẽ vô trong cái xà nè để bạn kéo xà, hiểu không? Đó, kéo nè. Ủa, mấy bạn thấy mình gọi là khỏe mạnh đúng không bạn? Trời ơi, wow, kéo xà. Kéo quá bạn ơi. Hơi bị xịn luôn đó. Ok, trong đây bạn có thể tập kéo xà nè, hoặc là cũng có thể là tập đấm bốc với người khác luôn. Lên đây mình với bạn đánh nhau. Lên đây đây. Được, để okay. Mình với bạn solo võ công nè. Solo võ công nè, lên đây. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là chỗ mà người ta tập luyện để đấm bốc nè, mày thấy không? Ở bên dưới có nhiều người ta đang tập kìa, thấy không? Đó. Bây wow. Giờ mình với bạn kiếm chỗ nào trống đây. À bên này nè, bên này nè. Bên này trống nè, bên này trống nè. Đi. Ok, xuống. Trời ơi, thích quá. Tôi đang muốn chơi cái này. Ok rồi, bước vô bên rồi, kia. Rồi, bước vô. Rồi, cái rốt tí đi. Cấp độ 1. Trời yếu quá, làm sao mạnh bằng bạn không được. Bạn cấp độ mấy? Mình cũng trời như ơi. Bạn thôi. Cũng cấp độ 1 hết. Trời ơi. Nhưng mà như vậy thì nó mới công bằng, bạn hiểu không? Rồi, cái đó, bạn hãy chịu thua đi trước khi mình đấm vô mồm bạn. Bạn chịu thua đi. Con mình vô đây. Lao à, lao à. Lao à. Nè, mất 6 máu nè, thấy chưa? Mất 6 máu. Come on baby, come on baby, come on. Cay lão à, cay lão à. Đấm nha, đấm nè. Bạn đứng yên với mình. Lẹn à, sau đấm nè, lẹn sau đấm, lẹn à, trước đấm. Lẹn nè. Để coi ai mất nhiều máu hơn. Cái đó khỏe quá bạn ơi. Shit. Mày đấm đi. Rồi, mình đấm cay là mình bị mất máu nữa bạn ơi, cái đó khỏe quá. Chết rồi, mình còn có tí máu rồi bạn ơi. Bảo vệ dùng kiếm đó, dùng kiếm. Ủa, sao bạn dùng kiếm được hay vậy? Ở đây, bây giờ là mình còn 4 máu, bạn còn 12 máu nè. Quay cái đầu lại. Quay lại đây, mình vừa dùng kiếm nè, quay lại đây, mình đấm một cái thôi đó. Quay đây, rồi, bây giờ bạn còn 6 máu, bạn cũng bằng máu của mình rồi. Lại đây mà. Ở đây đầu gửi đêm. Cái đó nè. Knock out chưa? Trời, nằm một đống luôn. Trời ơi, cay quá à. Quá là yếu. Rồi, ngồi dậy nào. Ôi chết rồi, mình còn 4 máu thôi à. Không sao, mình nhào đánh luôn. Để mình đánh mày luôn. À. Rồi, đâu hai nè, nhào vô đây. Ok, đỡ không đó, cú đấm lốc xoáy. Chết. Ôi, bạn mất nhiều máu hơn mình rồi cái ơi. Bạn cứu ơi. Lốc xoáy không? No, mình thất bại rồi. Mẹ ơi, con thất bại rồi. Cái đó đi ơi. Cái đó đi nè. Ủa vậy là rau này là rau cuối cùng đúng không? Đúng vậy, đây là rau cuối cùng. Ok, nhào vô đây. Cái rồi. Trời. Cú đấm lốc xoay. Xoay. Lốc xoay hả? Ê chết rồi, mình đấm xuống đất không à. Trời. Bạn lốc xoay với mình hả? Lốc xoay không? Cú đấm lốc xoay. Bạn lốc xoay hả? Cú đấm lốc xoay. Mình sẽ đánh. Ôi không. Cú đấm xoay. Rồi. Toàn tôi ơi. Cú đấm lốc xoay. Cú đấm xoay.
Yeah. Mặc dù là Kairon cũng mạnh thật đó, nhưng mà xin chia buồn cùng bạn bởi vì mình đã chơi game này trước bạn. Kai. Quên, không sao. Dù như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em mà Kai. Yeah, đúng không? Tất nhiên mình đều phải có được 6 muối không? Đúng rồi, dù như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em thôi, không sao cả. Thôi bây giờ Kai ơi, mình nghĩ là chúng ta cùng nhau đi đến chỗ của Simmy với Sammy để khoe cơ bắp của anh em mình để cho hai bà đó hối hận gì đó. Đi chọn chúng ta đi. Ok rồi. Let's go. Let's go đi thôi. Wow, trời ơi. Trời ơi, đẹp trai vậy. Sao nào Sim Sam? Hai bà nào? Thấy như thế nào? Hết nha. Chắc chắn là hot boy rồi. Hai người này chắc chắn hot boy rồi. Đẹp trai quá à. Này, tính ra là tôi với Kairon á chỉ mới dành ra có khoảng 3 tháng nè, bọn tôi tập luyện thể dục thể thao nè, sau đó là tập cả boxing nữa bạn, đó tập gym tập tạ, bạn thấy không? Bây giờ anh em bọn tôi ai cũng cơ bắp cuồn cuộn 6 muối, nhìn cơ bắp như thế này không còn mập như lúc trước nữa, làm sao mà chị em Sim Sam mà có thể gọi là bỏ rơi bọn tôi như là lúc bọn tôi còn mập như thế được, đúng không Kai? Sao mà chơi được nữa? Trời ơi. Ok các bạn ơi, vậy là coi như trong tập này mình và Kairon hai đứa mình đã trở nên đẹp trai và cơ bắp 6 muối nè. Nhưng mà trong game thôi. Vậy được rồi. Chỉ là trong game thôi. Còn ngoài đời thật thì cố gắng lên nha Kai. Anh em mình cố gắng ngoài đời thật cũng được 6 muối nha Kai. Được không? Mình biết rồi. Ok bạn ơi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên để cho mình một like, một share và nhớ là subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy quên kênh YouTube của Sammy, Simmy và tất cả thành viên của Hero Team. Đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. À có Kairon đó nha bạn, nãy mình quên đọc tên Kairon. Ok, coi gì? Bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.